Hello anh em, meGAME đã quay trở lại rồi đây. Sau video phân tích cốt truyện Garten of Banban 2 tôi mới làm cách đây không lâu thì tôi nhận thấy rằng từ game này vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn được chôn giấu, đặc biệt là với lũ quái vật xuất hiện trong game. Vậy nên hôm nay, tôi và anh em cùng tiếp tục đào sâu vào cái nhà trẻ kỳ dị trong con game này thông qua tất cả những bí ẩn về toàn bộ lũ quái vật mà tôi tìm hiểu được. Bất cứ ai đã từng chơi qua hoặc xem qua các video về Garten of Banban thì đều biết được rằng lũ quái vật trong tựa game này rất giống với lũ quái vật trong Rainbow Friends. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ giống nhau về mặt ý tưởng thể hiện thôi, chứ còn câu chuyện ẩn sâu trong từng con quái vật thì lại khác nhau hoàn toàn. Thực sự mà nói thì lũ quái vật trong Garten of Banban có một câu chuyện cực kỳ tiềm năng và cuốn hút, nên để có thể hiểu tất cả tôi đã tốn rất nhiều công sức và tâm huyết để làm ra cái video này. Thế nên có tiếc gì với tôi một nút đăng ký nào? Ấn đăng ký mạnh vào nha anh em. Truyền thuyết kể rằng ấn đăng ký cho meGAME xong thì mọi bí ẩn trên cuộc đời này đều được giải đáp đấy, chứ không riêng gì mấy con quái vật bảy màu này đâu. Ấn xong rồi thì cùng đi bắt quái vật với tôi nào. Con quái vật đầu tiên là Banban. Đây là con quái vật đại diện cho nhà trẻ, tên gọi của nó cũng được đặt theo tên của nhà trẻ trong game. Nếu để ý kỹ thì anh em có thể thấy tên Banban của nhà trẻ có 6 màu sắc, đại diện cho 6 con quái vật chính của game. Từ việc đặt tên cho đến tạo hình logo nhà trẻ đều hướng đến mục đích khiến cho nhà trẻ này giữ được một hình ảnh bí ẩn và rùng rợn. Banban được biết đến như là thủ lĩnh của lũ quái vật đang xuất hiện trong nhà trẻ này. Trong chapter 2, chúng ta được biết Banban còn có mật danh là ác quỷ. Chúng ta thấy được rằng Banban vô cùng thông minh và cực kỳ bình tĩnh trước mọi tình huống. Phương châm của Banban là chia sẻ. Theo như bức hình về câu nói của nó thì sự chia rẽ đồng nghĩa với việc quan tâm đến nhau. Tuy nhiên, vế thứ hai của câu nói lại đề cập đến việc nó muốn chia sẻ cả nội tạng của người khác. Thực tế thì ý nghĩa của từ chia sẻ mà Banban muốn nhắc đến chỉ đơn giản là việc chia sẻ tuyến tụy của người khác cho nó mà thôi. Lý do vì sao mà Banban lại thích nội tạng của người khác thì chúng ta phải dò ngược về nguồn gốc của con quái vật này. Banban được tạo ra dựa trên gen của một bác sĩ thiên tài kết hợp với hợp chất Giavanium. Nó sở hữu trí tuệ của vị bác sĩ này. Đó là lý do vì sao nó lại vô cùng thông minh. Và có thể lúc sinh thời, vị bác sĩ này là một bác sĩ phẫu thuật nội khoa nên ông ta có niềm đam mê với nội tạng. Thành ra Banban cũng có sở thích giống ông ấy. Banban là thí nghiệm thứ 6 được tạo ra tại nhà trẻ. Nó có hành vi ứng xử ôn hòa và ổn định hơn rất nhiều so với những thí nghiệm trước đó. Nó không hề có hành vi bạo lực đối với các nhân viên tại nhà trẻ. Tuy nhiên, một điều đáng sợ là vì nó sở hữu ký ức của vị bác sĩ thiên tài kia, nên nó luôn suy nghĩ rằng đó chính là vị bác sĩ ấy. Nó luôn bị những cơn đau hành hạ và bị tắc nghẽn mạch máu của vị bác sĩ. Thực chất thì Banban làm quái gì có máu đâu, nó chưa bao giờ nhận ra sự thật rằng nó không phải là con người. Dù vậy thì Banban cũng là sinh vật vô cùng tử tế. Minh chứng là việc nó còn cảnh báo cho nhân vật chính bằng một tờ giấy trước khi nó quyết định đánh ngất cô. Lần đầu tiên gặp Banban thì nó giải thích rằng nó đang bị mắc kẹt trong căn phòng với cánh cửa màu xanh dương. Nó đã nhiệt tình chỉ dẫn cho nhân vật chính để tìm cách mở cánh cửa màu xanh dương ấy. Tuy nhiên sau khi mở cửa thì nó đã đánh lén nhân vật chính và đưa nhân vật chính đến một cơ sở thí nghiệm bí mật của nhà trẻ. Lúc này tôi tin rằng rất nhiều người tin vào việc Banban chính là phản diện của tựa game. Nhưng niềm tin ấy đã bị lung lay sau khi nó giải thích ở cuối chapter 2 rằng nó cũng đang xoay sở để tìm kiếm lũ trẻ bị mất tích tại nhà trẻ. Rất có thể vì có suy nghĩ như một con người, cộng thêm cái tính cách ương bướng không chấp nhận sự thật rằng nó chỉ là một sản phẩm thí nghiệm, nên Banban cũng xem lũ trẻ trong nhà trẻ là con cháu của nó. Thành ra khi lũ trẻ gặp nạn nó đã ngay lập tức tìm cách giải cứu. Hoặc cũng có thể Banban chỉ thích nội tạng và máu của tụi trẻ nên nó muốn tìm lũ trẻ để lấy lại những thứ nó cho là của bản thân mình. Cũng có giả thuyết cho rằng Banban thực chất đang tìm kiếm lũ trẻ nhằm mục đích chuyển giao ý thức của nó sang một cơ thể người còn sống để nó có thể trở thành một con người thực sự. Còn quái vật tiếp theo trong video ngày hôm nay là Banbaleena, một phiên bản nữ của Banban. Thay vì có màu đỏ như Banban thì Banbaleena có màu trắng. Còn về ngoại hình thì nó không khác Banban là mấy. Ngoại trừ cặp sừng thay vì đội nón sinh nhật như Banban thì cặp sừng của Banbaleena có gắn một chiếc nơ. Nhìn qua ngoại hình thì cứ ngỡ Banbaleena là một sinh vật hiền lành lương thiện. Thậm chí là nó còn chỉ đường giúp nhân vật chính thoát khỏi con chim điên khùng Opila Bird. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Banbaleena lại là phản diện chính của chapter 2. Nó điên cuồng và tàn bạo hơn bất cứ sinh vật nào mà chúng ta từng chạm mặt trong game. Câu nói của Banbaleena là về lòng tốt. Nó cho rằng những điều tử tế là miễn phí và kêu gọi tất cả mọi người hãy lan tỏa những điều tử tế ấy. Và đúng là những đứa nói đạo lý thường sống như... Câu nói và hành động của Banbaleena trái ngược nhau hoàn toàn. Ngoài mặt thì nó luôn tỏ ra mình là một kẻ tử tế tốt bụng, nhưng mỗi khi có một ai đó làm phật lòng nó thì nó sừng cồ và sẵn sàng hạ sát người đó một cách dã man. Ngoài việc là một sinh vật bất ổn về tâm lý ra, thì Banbaleena dường như được tạo ra để làm một cô giáo cho nhà trẻ Banban. Nhưng vì tính cách thất thường của nó mà dường như chẳng đứa trẻ nào tại các nhà trẻ này chịu đựng được. Luôn đưa ra những câu hỏi xà lờ, thậm chí là luật lệ nó đặt ra lớp học cũng rất vô lý, không ăn, không nói chuyện, không di chuyển, thậm chí là không được thở. Cô giáo thế này thì có cho tiền meGAME tôi cũng xin được cúp học ở nhà cho lành. Dù tính tình cực đoan như thế nhưng Banbaleena lại là sinh vật có khả năng nhìn thấu lòng người cực đỉnh. Nó hiểu rõ mọi học sinh mà nó dạy. Nó còn ghi rõ tính cách của từng học sinh trên bàn để chia vị trí ngồi, chứng tỏ rằng Banbaleena còn là một sinh vật vô cùng nguyên tắc và quy củ. Tuy nhiên, Banbaleena lại rất dễ bị người khác đánh lừa qua vẻ bên ngoài. Minh chứng là việc nhân vật chính chỉ cần đeo thêm một phụ kiện mới thì Banbaleena ngay lập tức không nhận ra và gán cho nhân vật chính một tính cách dựa theo phụ kiện mà cô ta đeo. Có lẽ hình ảnh của Banbaleena nhằm ám chỉ một cơ số người chuyên nhìn mặt mà bắt hình dong, luôn tỏ ra mình là kẻ hiểu biết nhưng thực chất lại nông cạn cùng cực. Để giải thích cho cái tính khí thất thường của Banbaleena thì chúng ta hãy nhìn vào một tấm hình về vòng tuần hoàn của lòng tốt trong lớp học của Banbaleena. Có lẽ Banbaleena được tạo ra dựa trên một con người đã từng bị phản bội trong quá khứ. Cô ta đã đem lòng tốt của mình trao cho tất cả mọi người, nhưng dường như đã bị một ai đó lợi dụng lòng tốt ấy, khiến cho cô ta suy sụp và rơi vào trạng thái tiêu cực. Để rồi khi Banbaleena được tạo ra và lấy lại ký ức ấy, nó điên khùng tấn công tất cả mọi người kể cả trẻ em. Thông tin về việc Banbaleena được tạo ra như thế nào vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng có lẽ đây là thí nghiệm được tạo ra trước Banban, nhưng vì tính cách bất ổn, dễ nổi nóng nên nó đã bị các nhà khoa học hắt hủi. Việc lớp học của nó không có bất cứ học sinh nào chính là bằng chứng cho sự hắt hủi ấy. Nhìn chung thì Banbaleena vừa là một sinh vật đáng sợ nhưng cũng là một sinh vật đáng thương, một kẻ không hề thích sự riêng tư, nhưng chính sự riêng tư mà nó nhận phải đã khiến nó trở thành một con ác quỷ đúng nghĩa. Con quái vật thứ ba trong video ngày hôm nay chính là Jumbo Josh, một sinh vật khổng lồ sở hữu khuôn mặt thiểu năng với màu xanh lá cây. Theo mô tả thì Jumbo Josh khuyến khích mọi người ăn rau thật nhiều, vì nó cho rằng việc ăn rau sẽ giúp cho mọi người sở hữu cơ thể cường tráng và sức khỏe siêu cường như nó. Ở cuối chapter 1, Jumbo Josh đã xuất hiện và kéo rơi chiếc thang máy đang chở nhân vật chính xuống tầng sâu nhất của nhà trẻ. Cứ ngỡ rằng, sau cuộc ngã ấy, Jumbo Josh đã bỏ mạng vì ở đầu chapter 2 ngay cảnh đầu game, chúng ta có thể bắt gặp xác của Jumbo Josh đang bị đè bởi chiếc thang máy ở cuối chapter 1. Nhưng khi khám phá được khu thí nghiệm của nhà trẻ một thời gian và quay lại nơi mà Jumbo Josh bị đè thì anh em có thể phát hiện ra một vệt máu, à nhầm, vệt Giavanium mới đúng. Và Jumbo Josh đã biến mất khỏi đây. Có lẽ vệt Giavanium mà chúng ta thấy là của Jumbo Josh, và nó chỉ thực sự bị bất tỉnh thôi. Giờ đây nó đã bắt đầu tỉnh giấc để săn đuổi nhân vật chính. Theo như những tờ ghi chép thì Jumbo Josh chính là sinh vật đầu tiên được tạo ra tại khu thí nghiệm của nhà trẻ Banban. Cơ thể ban đầu của nó có kích thước rất nhỏ, nhưng bằng một cách nào đó mà nó đã phát tướng cực kỳ nhanh, để rồi giờ đây nó đã sở hữu cơ thể như một gã khổng lồ. Xuyên suốt chapter 2 của game, chúng ta thấy được rằng Jumbo Josh dường như không ngừng phát triển. Ban đầu thì nó cao lớn đâu đó gấp đôi nhân vật chính, nhưng về cuối game thì kích thước của nó thậm chí là ngang với một căn phòng ở trong game. Jumbo Josh không thể giao tiếp như Banban hay Banbaleena, nó cũng không có trí tuệ như hai sinh vật trên. Đúng nghĩa của câu nói đầu óc ngu si tứ chi phát triển luôn. Nguyên nhân của hiện tượng này có lẽ đến từ việc Jumbo Josh là thí nghiệm đầu tiên. Nó không dựa trên gen của con người như Banban hay Banbaleena. Mục đích của các nhà khoa học khi ấy là tạo ra một món đồ chơi chứ không phải mục đích là tạo ra Jumbo Josh có sức tàn phá khủng khiếp như bây giờ. Ở chapter 2, chúng ta còn được xem đoạn băng mà người ta tạo ra Jumbo Josh. Họ nặn nó từ đất sét, sau đó chỉ đơn giản là tiêm cho nó hợp chất Giavanium, chứ gần như chẳng dựa trên bất cứ gen của loại động vật nào cả. Nên việc nó phát triển đột biến như hiện tại có lẽ hoàn toàn là do tác dụng của Giavanium. Con quái vật tiếp theo là con chim điên Opila Bird. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài là biết Opila Bird được tạo ra dựa trên gen của loài chim hồng hạc kết hợp với hợp chất Giavanium. Trước đây đã có một phiên bản Opila Bird bất hảo điên cuồng tấn công mọi người, nhưng về sau này dựa vào thí nghiệm thành công tạo ra Banban, người ta đã dùng kinh nghiệm đó để tạo ra một phiên bản Opila Bird hoàn chỉnh hơn. Giờ đây Opila Bird chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ và nô đùa với lũ trẻ. Nó xem mọi đứa trẻ tại nhà Banban là con của nó và bảo vệ chúng bằng bất cứ giá nào. Bằng chứng là việc khi nó bắt gặp nhân vật chính cùng với đám con của nó, thứ nó quan tâm duy nhất chính là lũ chim non và gần như phớt lờ nhân vật chính. Cơ mà nó chỉ bảo vệ những người được cho là trẻ em thôi. Đó là lý do vì sao nó tấn công nhân vật chính điên cuồng như vậy. Vì trong mắt nó, cô ta không phải trẻ em. Opila Bird được tạo ra với mục đích đem lại tiếng cười cho mọi người. Đối với nó, tiếng cười chính là liều thuốc bổ quý giá nhất và vì thế nó sẽ luôn làm cho mọi người cười. Nhưng thành thật mà nói thì nhìn mà con chim này tôi chẳng thể cười nổi anh em ạ. Con quái vật thứ 5 trong video này chính là con nhện xanh mang tên Nabnab. Đây chính là một trong những thí nghiệm thất bại của các nhà khoa học vì thứ mà Nabnab đem lại chỉ toàn là thương đau cho nhân viên ở khu thí nghiệm tại nhà trẻ Banban. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những cảnh báo của mọi người ở đây về một con nhện, đó chính là cảnh báo về Nabnab. Điều này chứng tỏ mọi người vô cùng sợ hãi Nabnab, nó sẵn sàng tấn công và giết hại người khác với bộ răng sắc nhọn của mình. Sự đáng sợ của Nabnab còn thể hiện qua việc có hẳn một nội quy cho công nhân làm việc tại nhà máy nhằm tránh sự tấn công của con quái vật này. Luôn đi kèm theo nhóm 2 người trở lên, luôn mang theo đèn pin, tạo ra càng nhiều tiếng ồn càng tốt khi gặp phải Nabnab. Tính cách của Nabnab cũng khá thất thường, nó thường xuyên giữ khoảng cách với mọi người, luôn thận trọng quan sát mọi thứ từ xa, nhưng khi thời cơ tới thì nó sẽ tấn công một cách điên cuồng và vồ vập. Điều này chứng tỏ Nabnab là một con quái vật có suy tính và sự thận trọng trong hành động, không hề đơn giản và điên cuồng như Jumbo Josh hay Opila Bird, nên rất có thể Nabnab được tạo ra dựa trên gen của con người pha trộn với gen của một con nhện dưới tác động của hợp chất Giavanium. Có lẽ Nabnab đã mất đi phần nào đó tính người, nhưng không phải là mất đi hoàn toàn, bằng chứng là việc nó luôn bám phía sau để theo dõi nhất cử nhất động của người khác, dường như nó đang cố gắng lấy lại phần người đã mất của mình thì phải. Ngoài tính cách thất thường ra thì Nabnab cũng là một con quái vật với suy nghĩ rất lập dị. Việc không có bạn bè chơi cùng có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến việc nó đã trở nên điên cuồng như bây giờ. Dù nó nói rằng không có bạn bè cũng không sao, nhưng tôi tin rằng nỗi đau từ việc bị cô lập chính là nỗi đau lớn nhất của con quái vật này. Giờ đây nó tiếp cận mọi người, sát hại mọi người để ai cũng phải chịu sự mất mát và cô đơn như nó. Stinger Flynn là con quái vật có hình thù giống như một con sứa màu cam. Dù được nhắc tới khá nhiều ở chapter 2 nhưng có lẽ đến chapter 3 thì chúng ta mới chính thức được chạm trán con quái vật này. Ở thời điểm hiện tại, những gì chúng ta biết về con sứa này là khá ít. Có hai thông tin trái chiều với nhau về Stinger Flynn được đề cập trong game. Một cái đến từ mẩu giấy mà đứa trẻ để lại. Một mẩu giấy này đứa trẻ nói rằng nó và một người bạn khác của nó đã được Stinger Flynn cứu. Hiện tại cả hai đang ở nhà của Stinger Flynn vô cùng an toàn. Một cái khác đến từ chính miệng của Banban. Nó cho rằng Stinger Flynn chính là kẻ gây ra việc lũ trẻ bị mất tích ở nhà trẻ này. Stinger Flynn là con quái vật chuyên dụ dỗ và ăn thịt trẻ em. Nó dẫn dụ trẻ em về hang ổ của mình để rồi từ từ gặm nhấm lũ trẻ. Dù Stinger Flynn có là phản diện hay không, thì tôi tin việc lũ trẻ cùng nó cũng không hề an toàn một chút nào. Và mọi thứ về con sứa này sẽ được giải đáp ở chapter 3 của game. Slow Seline là một con quái vật màu vàng với tạo hình của một con ốc sên siêu to khổng lồ. Nó xuất hiện trong mini game đen đỏ đen xanh của game. Anh em cần phải nhìn vào trạng thái hai con mắt của Slow Seline để biết được khi nào thì di chuyển, còn khi nào thì đứng im. Dù là ốc sên nhưng Slow Seline lại có tốc độ vô cùng nhanh, đặc biệt là khi nó phát hiện ra con mồi của mình. Thông thường thì Slow Seline trông có vẻ vô hại và chậm chạp. Slow Seline nói rằng nó có vẻ chậm nhưng khi nó muốn giúp đỡ một ai đó thì nó sẽ nhanh vô cùng. Nó được tạo ra từ gen của ốc sên kết hợp với Giavanium. Mục đích của các nhà khoa học tạo ra nó để giúp đỡ mọi người trong công việc, nhưng thay vì giúp đỡ thì nó lại xem con người như món đồ ăn của mình. Captain Fiddles là con quái vật với hình dạng dị hợm. Nó có rất nhiều phiên bản ở trong khu thí nghiệm của nhà trẻ Banban. Captain Fiddles là một con quái vật đơn giản, nó không có suy nghĩ, không có nhận thức, nó chỉ có thể phát ra những âm thanh đơn giản như một đứa trẻ tập nói. Các nhà khoa học còn phải dạy nó những từ cực kỳ cơ bản để ám chỉ những sự vật sự việc như con cá, con mèo, trẻ em, vân vân. Có lẽ Captain Fiddles chính là thí nghiệm thứ hai được tạo ra sau Jumbo Josh, người đã tạo ra rất nhiều phiên bản Captain Fiddles và dùng nó để làm thí nghiệm. Có thể nói Captain Fiddles chính là nền móng cho những thí nghiệm sau này của nhà trẻ Banban. Tính ra thì số phận của Captain Fiddles khá là đáng thương đúng không anh em? Sheriff Toaster là một con quái vật với tạo hình của một con ếch màu tím đóng vai trò của một cảnh sát trưởng. Tuy nhiên, Sheriff Toaster được cho là một thí nghiệm dư thừa, vì mục đích người ta tạo ra nó là để bắt giữ người xấu, tuy nhiên trong nhà trẻ lại chẳng có kẻ xấu nào cả. Thế nên, sự tồn tại của nó là vô nghĩa và đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì là chắc chắn, vì theo như báo cáo thì sự tồn tại của Slow Seline cũng như Nabnab cũng là rất vô nghĩa. Các nhà khoa học cũng đã loại bỏ chúng nhưng thực tế thì chúng vẫn tồn tại và gây hại cho nhà trẻ. Thế nên rất có thể trong những chapter sau, chúng ta sẽ bắt gặp Sheriff Toaster thì sao? Trong một tờ giấy ghi chú được ghi lại bởi Osman, nhà khoa học này có nói đến việc cơ sở thí nghiệm tạo ra 10 con quái vật, tuy nhiên, theo hình ảnh mà chúng ta thấy thì chỉ có 9 con mà thôi. Thế thì con thứ 10 là con quái vật nào và nó đang ở đâu? Nếu anh em để ý ngay trong sảnh chính của khu thí nghiệm có một khuôn mặt khá kinh dị xuất hiện tại đây. Tôi tin đây chính là thí nghiệm thứ 10 mà các nhà khoa học đã tạo ra. Tuy nhiên có lẽ chính độ nguy hiểm của các thí nghiệm này mà nó đã chính thức bị hủy bỏ. Biết đâu trong tương lai chúng ta lại gặp phải thí nghiệm này ở chapter cuối cùng của game thì sao, đúng không anh em? Ok, và trên đây là toàn bộ nội dung của tôi về những con quái vật bí ẩn xuất hiện trong Garten of Banban tính đến chapter 2 của tựa game. Tựa game này tuy mang tiếng là nhái theo một tựa game khác nhưng dù sao thì Garten of Banban cũng sở hữu nội dung khá ấn tượng và thú vị đúng không anh em? Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Kachiro Kanjo hỏi sao meGAME chưa show mặt, giúp tôi lên 2 triệu sub đi, giấu tới câu chuyện luôn, chưa nói gì mặt mũi. Bạn IBLPH có nói với tôi rằng chắc tôi giỏi văn lắm, thì tôi văn không giỏi lắm đâu, tôi chỉ đạt giải chém gió cấp phường hồi còn đi học thôi anh em ơi. Hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2 thứ 6 hàng tuần trên meGAME để đón chờ những nội dung mới hấp dẫn khác nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo.